Ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản phẩm an toàn và có tác dụng ức chế sự phát triển của virus SARS-CoV-2, tăng cường miễn dịch trên các mô hình nghiên cứu thực nghiệm. Cụ thể, ngăn cản sự bám dính của virus với tế bào chủ, làm mất khả năng xâm nhập của virus vào trong tế bào chủ, ức chế khả năng nhân lên của virus trong tế bào đối với những hạt virus đã xâm nhập vào bên trong tế bào chủ, kích hoạt các tế bào miễn dịch để chúng nhận biết, phong tỏa và loại trừ các hạt virus. Trong cuộc họp ngày 7 tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia, Bộ Y tế đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 với thuốc Vipdever. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, cho biết Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện tốt nhất để triển khai nghiên cứu đảm bảo khoa học nhất, khách quan nhất, nhanh nhất để có thể đưa sản phẩm ra phục vụ cho người dân. Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang cũng bày tỏ hy vọng, sau nghiên cứu lâm sàng chứng minh được tác dụng của thuốc và các đánh giá kiểm định của cơ quan kiểm định, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 có thể xem xét cấp phép lưu hành sản phẩm này.